Có phải bạn thường gộp ô ở tiêu đề như thế này để căn giữa cho đẹp. Và khi bạn đặt công thức, cần chọn dữ liệu một cột, ví dụ là cột C như thế này, thì sẽ xuất hiện lỗi chọn toàn bộ từ cột A đến cột E. Nếu bạn vẫn cần căn giữa để nhìn đẹp hơn và vẫn tính toán được dữ liệu, thì xem hết video này nhé. Đầu tiên, bạn chọn các ô cùng hàng muốn căn giữa. Sau đó, bạn ấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl 1. Hộp thoại xuất hiện. Tại đây, bạn chọn thẻ Alignment. Tại phần này thì bạn tích chọn cho mình cái này, mục đích là để căn giữa nhé. Bạn tích vào đây, sau đó OK. Và đây là kết quả, dữ liệu đã được căn giữa rồi nhé. Bản chất là dữ liệu của bạn đang nằm ở ô A3 nhé. Và trong trường hợp này, bạn đặt công thức và chọn cột dữ liệu bình thường nhé. Ví dụ mình chọn cột C, đóng ngoặc, Enter. Vì là không gộp dữ liệu nên bạn vẫn tính toán bình thường nhé. Bạn đừng quên follow kênh của mình để xem thêm nhiều mẹo hay trong Excel nhé.